Không, anh thấy cảm thấy hết sức hạnh phúc. Anh thấy là tổ nghiệp rất công bằng, cũng tạo điều kiện để cho những cái gì của mình trở lại với mình. Anh có thể hát một chút xíu cái bài hát đó cho mọi người thưởng thức được không anh? Để tôi nhớ tới đâu hát tới đó nha. Vì dạ, cái bài nó không lâu. Tàu lá chuối sạc sào trong gió thoảng, giọt mưa buồn rơi tí tách ngoài hiên. Bế con thơ mà dạ chẳng đặng yên, lòng nhớ mãi bóng vợ hiền năm cũ. Nghe tiếng mưa rơi cõi lòng tê tái, nhớ bạn tình chung lệ trái đôi dòng. Mấy mươi năm trong tình nghĩa vợ chồng, làm sao quên được người chung chăn gối, từng quạt nồng ấp mà lạnh cho nhau. Nhớ giang đứng tương đi, nhớ giang nhớ khoe mắt làng môi lẫn cá nụ cười. Nhưng người vợ hiền năm cũ còn đâu, nàng đã âm thầm nằm sâu dưới ba tấc đất. Là hết câu 1 phải không hết anh? Câu 1, phải chăng câu hết nhớ. Dạ. Yeah. Ráng nhớ. Dạ, yeah, hay quá, hay quá. Anh, khi anh viết cái bài này là anh gặp bà xã anh chưa? Chưa. Ồ. Ở đây nó có cái điều này là cái miệng miệng mồm của anh linh lắm. Thành ra anh từ ngày mà có bà xã rồi anh đâu dám ca bài này. Thành ra anh quên là gì, anh không dám ca. Yeah. Bên có một lần anh ca, nó nói bộ mày trù vợ mày hả? Thành ra tôi không có dám ca bài này. Ai ca ca anh không ai ca. Ca ca cái đó, cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là đi mấy đám giỗ nó qua mấy người lớn tuổi đó, họ khoái bài này lắm. Yeah. Tại vì đa số những người đó thì người ta là sống lâu năm, có thể người ta một cô vợ rồi, nghe lại cái bài này đúng là một cái kỷ niệm, một cái gì đó nó sẽ trở về với người ta. Và anh đánh vô cái tâm lý nó hết sức là, em không phải em dùng cái từ bình dân, anh đánh vô một cái tâm lý nó hết sức là đúng chỗ, đúng quyệt luôn. Cho nên mọi người mới thích khi anh đứng, anh cầm cái bút, anh nghĩ về một cái người phụ nữ và anh viết lên cái bài này, nhớ vợ hiền. Anh chưa có vợ, anh không có kinh nghiệm gì hết, anh lấy đâu ra tư liệu mà anh làm được anh Hiền? Không, nó tưởng tượng thôi. Anh tưởng tượng. Ừ. Anh tưởng tượng ghê quá. Tưởng tượng là cái kỹ, không phải chủ yếu là phê phán người đàn ông. Yeah. Phê phán người đàn ông là bỏ bê vợ à. Con. Rồi người đàn ông bỏ bê vợ con, rồi tới cái ngày mà tới vợ chết rồi mới gỡ tiền dành dụm ra lại, tới nửa đêm ôm trời mưa gió mà bồng con thơ, mới nhớ vợ hiền, mới nhớ lại. Và hứa là từ đây sẽ ở dậy nuôi con cho tới ngày nhắm mắt. Cái giá phải trả đó. À, cái giá phải trả đó. À, vậy thì anh đã nhìn thấy ở đâu đó, cụ thể nào đó, nên có mới có một cái hình ảnh gì anh viết, đúng nè. Ở xóm tôi đó có mấy ông là chuyên cũng là có vợ có con. Yeah. Mà đi rồi nhậu nhẹt rồi này kia, rồi đánh bài hỉ, rồi kia nó về rồi quýnh vợ quýnh con. Mà tôi thấy cái đó là tôi không ưa, ứa gan. Ứa gan rồi giờ sẵn cái cơ hội này, cái mầm nó có sẵn rồi tôi phát triển luôn. Nhưng mà anh gặp bà xã anh trong một cái dịp nào mà hai người yêu nhau và lấy nhau vậy anh? Đây thì lúc này là lúc tôi đi ca. Dạ. Tôi đi ca ca lẻ. Dạ. Lúc đi ca tôi ca được chung là với bà xã tôi. Bà xã tôi là nghệ sĩ Dạ Lan, là em ruột của danh cầm Hoàng Thành, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thành mà đờn ở đài. Dạ, vậy đó. Dạ em biết. Thì lại là tôi với vợ tôi ca âm thầm đờn rồi đó, đờn rồi tôi lúc cũng không có nghĩ gì, ở đó coi như anh em, coi như đồng nghiệp anh em, mà tôi thân với ông Thành, tôi thân với anh Thành lắm, rồi ở chung với nhau, tôi ở chung trong nhà luôn, rồi thời nó tình cảm cái nào nó gắn tới cái nào thì tôi nó tới hồi nào không hay. Thì nhân con cái bữa thì tới cái lúc mà cũng cái ngày tôi đi thu dĩa, sắp sửa đi thu dĩa, thí dụ ngày mai đi thu dĩa, thì bữa nay lại là tôi ra đấy có mấy người rủ nhậu, thì bà xã tôi mới nói là đừng có nhậu nghe, thì ngày mai thâu phải dưỡng sức rồi. Thì chỉ cái chuyện cái điểm nhỏ đó thôi, cái tình cảm nó gắn bó, tôi nghĩ trời, cái đó mình thấy là cái người ta sự chăm lo tình cảm này nó nảy nở, nó gắn bó, rồi tới dài năm tự ca chung, rồi dài năm sau rồi làm đám cưới, rồi sống tới bây giờ tụi tôi, tức là năm tôi cưới vợ năm 1972,
mà tôi gần gũi với tôi mà quen thân với vợ tôi là từ năm 69 à, thì cũng ca chung, cũng hát ca hát chung, rồi tới năm tới 72 mới cưới vợ. Tới bây giờ đó là vợ chồng, nếu đúng để trên sân khấu cải lương, mà nếu mà nói là có cặp vợ chồng mà ở tới lâu dài thì có lẽ là tụi tôi cũng được đứng chung trong hàng ngũ đó. Dạ, anh có được bao nhiêu người con anh? Tôi có hai đứa con. Dạ. Thằng lớn là Hiền Linh và dạ, nó đang diễn nhà hát Trần Hữu Trang. Dạ. À, em biết đó. À, biết. À. Rồi đứa nữa sao? Đứa nhỏ là thằng em, nó là thằng Đức Thọ, thì nó có thời nó đánh trống cho nhà hát Trần Hữu Trang, rồi nó nghỉ, rồi giờ nó cưới vợ, nó ở lập ở gia đình, rồi nó đi ở sống chung vợ, nó làm ăn phục vụ cho vợ nó. Ở riêng rồi. Ở riêng rồi. Anh với chị nhà gặp nhau rồi yêu nhau, anh có nhớ cái kỷ niệm cái gì mà làm cho anh yêu bà xã anh? Thì hồi nãy anh cũng nói về cái chuyện những cái chi tiết đó, nhưng cái điều mà có cái bản ruột, bài ca ruột của anh với bà xã anh mà ca hoài là cái bài giọng cổ Đính Ước, bài của anh Hoàng Thành viết, anh với bà xã anh ca. Đính Ước. À, từ cái Đính Ước nó đính thiệt luôn. Đính luôn, dính luôn, Đính Ước luôn, dính luôn, tay dính luôn. Bây giờ anh vẫn còn hát bài đó anh? Không, anh đâu hát được, không nhớ, nhưng mà anh chỉ nhớ vài câu thôi. Thí dụ như ở trong đó hai đứa ra sân khấu cái lại là dịnh dai. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin cho một câu hẹn ước. Khúc sao quên rồi. À, có những cái câu trong cái bài đó, và từ cái này rồi nó gần như là ca thường cái bài đó, rồi nó thấm vô. Có nhiều khi anh lợi dụng cái câu đó anh tỏ tình luôn. Nói thấu tim đen tôi rồi. Thì chỉ giả bộ, chỉ cũng ca, nhưng mà thật sự chỉ hiểu được cái hoàn cảnh của anh. Cái hai người yêu nhau một cách kêu là một cái điều kiện kêu là nó dễ dàng để đến tới. Hai lời muốn nói. Hai lời muốn nói. Rồi đám cưới của anh thời đó là thời trước năm 75 phải không anh? Trước năm 75, năm 72. Dạ. Đám cưới đó anh có nhớ là đám cưới còn đốt pháo nè, hai họ làm có đúng thủ tục giống như người Việt mình không anh? À, đám cưới anh lúc đó tương đối, nếu nó ở trong vùng là đám cưới lớn ở trong cái khu vực. Ở bên vợ anh, bên anh thì đơn giản, như bên vợ anh ở nhà đó, thì ở nhà đám cưới thì đông, rất đông nghệ sĩ tới. Tức là nghệ sĩ mà bên cải lương mà mấy người mà cũng gần gũi bên đó. Bị anh Thanh hồi lúc cũng đợn đại nhạc hội, đợn dĩa, anh cũng có thu dĩa. Đó, một số bạn bè đến đông. Là đám cưới đó thì nhà có cái rào bằng cái rào xi măng. Và cái rào mà khán giả bu có tới sập bằng rào đó. Anh nói đơn giản vậy thôi. Quản lý một cái nơi mà nghệ sĩ về hưu. Dạ. Anh nhìn thấy những số phận ở trong đó, anh nghĩ sao hả anh Hiền? Đây là cũng là cái bài học. Đúng rồi, hồi trước á thì anh cũng nói mấy cái trường học nó nên cho mấy em sinh viên á, thì nên đi vô thăm khu dưỡng lão để mà rút cái kinh nghiệm. Đây để học để mà nó tạo cái đạo đức của diễn viên. Bởi vì cuộc sống hồi xưa cải lương trước á, thì họ sống họ không nghĩ tới ngày mai. Là cũng dễ sống lắm. Mà tới cái sau này thì nó là cái tình hình nó vậy rồi. Thì mỗi người đều có cái hoàn cảnh hết trơn. Thì nếu mà trong cái lúc mà mình đang làm nghề, đang cái thời của mình biết cách chiêu, biết nghĩ tới cái ngày mai, nghĩ tương lai, là chắc lẽ sẽ không có cái hoàn cảnh giống như vậy. Anh chỉ nói đơn giản vậy thôi. Dạ. Còn cái điều ở trong khu dưỡng lão là anh làm có mười mấy từ, tức là từ năm B anh trải về là anh về trên khu dưỡng lão, tới giờ quản lý khu dưỡng lão tới giờ. Thì vui có vui, buồn nó lẫn lộn. Khi thì thí dụ mà có những cái người lạ lạ mà vô không ngờ mình vô đó, rồi họ biết mình quản lý có, thì bạn bè thì mừng vui cũng có. Nhưng mà thỉnh thoảng rồi có một vị đi ra đi, rồi cái mình nó nao lòng buồn. Mà từ trong đó giờ anh đưa tiễn được hơn 20 vị rồi, tự ngã vô trong đó rồi. Thành ra đây là một cái mà làm trong cái khu dưỡng lão là phải có tâm. Em không có tâm thì không thể làm việc được. Bởi vì nghệ sĩ mình mà, một người nghệ sĩ như coi như là ông hoàng bà chúa rồi, chẳng qua không phải là người phàm nữa.
thành ra nó mỗi mà mình phải là chiều hết, một tánh một nết đó. Trời ơi, à. Đó. Đây nó con cái một cái này nữa là nhưng cũng có những cái niềm vô ngộ đó. Thí dụ như cô bác mà đi về nhà đi đám dỗ gì nó về đem có cái bánh gì quắt lợi đưa cho mình, cái tức đưa bằng cái sự mà triều mến trân trọng, trời ơi nó mình cảm thấy nó vui trong lòng ghê lắm. Cái chuyện nhỏ thôi đó là mà cũng là cái niềm vui, lại với ở được gần được người trong đó, ở gần được cô bác trong đó, rồi mình cũng thấu hiểu chuyện này chuyện nọ, nó cũng bổ sung cho cái vấn đề sáng tác của anh nữa. Anh có viết kịch bản Nắng Ấm Chiều Đông là anh kể là những người nghệ sĩ vào đó nhưng cái hoàn cảnh như là cái lạnh lẽo như mùa đông, nhưng có bạn đồng nghiệp, có người này người nọ đi vô thăm, đó là những mạnh thường quân vô thăm, đó là những tia nắng ấm để sưởi ấm là những người nghệ sĩ về chiều ở trong khu dân làm. Nói tới đây cái em thở ra. Thôi bỏ chuyện buồn đó đi, anh có suy nghĩ về tương lai của sân khấu cải lương mình không anh? Tương lai chắc cũng khó, có trở lại thời Hoàng Kim đó, không hy vọng gì đâu. Bởi vì vấn đề cái nguồn mà giải trí nó thật nhiều lắm. Nhưng chỉ còn mong tại sao mà để có những cái sân khấu, một vài cái ông bầu nào, bầu xô bầu nào đó nổ ra để tổ chức một vài đoàn hát để xã hội hóa mà làm bằng nghiêm túc này kia nọ thì vậy, để mà cho vừa phục vụ khán giả mà vừa mấy tác giả nghệ sĩ rồi này kia có cái nơi mà để mà hành nghề thôi. Yeah. Chứ mà cũng nghĩa là mong rằng nó khá khá hơn bây giờ thôi, chứ không có thể nào trở lại thời Hoàng Kim. Bây giờ thời Hoàng Kim là không có cái gì để người ta coi. Đi đá banh em tưởng tượng không có lúc đó 2-3 giờ chiều mới đá mà 12 giờ trưa mình ôm áo mưa xách chai nước rồi vô sân thống nhất đi rồi ngồi. Rồi bây giờ là bóng đá mà bóng đá quốc tế mà người ta không thèm coi nữa. Thì vậy thì em thấy rồi làm sao hát ta coi. Nhàn nhã ở trên truyền hình rồi. À, mà còn đi ở nhà người ta coi video hay truyền hình cũng có nhiều kịch bản, nhiều cái tuồng nó còn hay hơn đi đợi rạp coi nữa. Thì làm sao người ta đi coi? Đi coi mà phải khó mua vé cũng khó, điều kiện cũng khó, sợ rạp nó không được thoải mái, đủ chuyện hết trơn. Đó là anh Đức Hiền ảnh nói tâm sự của ảnh thôi, nhưng riêng cá nhân Trung Dân thì xin thưa với quý vị, quý vị xem truyền hình thì nó là thường. Nếu quý vị một lần đặt chân đến rạp hát, quý vị xem quyến một cái tuồng cải lương hoặc quyến một cái tuồng kịch, màn lớp chuyển cảnh âm thanh ánh sáng mọi cái trước diện với quý vị, quý vị có cảm thấy một cách hết sức là hấp dẫn. Coi người ta diễn live, diễn trực tiếp, cái đó nó mới là đỉnh. Diễn hay diễn dở các bạn sẽ cảm nhận được liền, quý vị sẽ thấy được liền. Chính vì vậy sân khấu không bao giờ chết. Ai nói nó chết, đó là họ nói theo cái kiểu thôi. Nhưng tôi nghĩ cái cuộc đời này không bao giờ mà sân khấu nó kết thúc. Nếu như loài người họ kết thúc thì sân khấu mới kết thúc. Em nói vậy đó, không biết là anh nghĩ sao anh Hiền? Anh thống nhất ý kiến em thôi. Cũng như riêng cải lương là không thể nào chết được. Nhiều người nói người ta vẫn thích cải lương, nhưng cái điều kiện đến cải lương thì hơi bị hạn chế thôi. Nhưng mà sự thật ở nhà họ vẫn coi cải lương, vẫn nghe cải lương. Thì vậy là cải lương đâu chết. Sân khấu còn, cải lương còn. Mà nếu những cái điều mà tôi vừa nói nó còn, là từ đâu mà còn? Từ đâu mà có? Hãy có những người tác giả như anh Đức Hiền và nhiều soạn giả đình đám như Hà Triều Hoa Phượng, chú Diễn Châu, dân dân và dân dân, làm nên một cái phong cách kịch nghệ sân khấu cải lương nói chung, nói riêng, và sân khấu miền Nam nói chung thời bấy giờ và đến bây giờ. Cảm ơn anh Hiền đã dành thời gian tham gia chương trình Người Kể Chuyện Đời. Và em thay mặt những người thực hiện chương trình và quý vị khán giả chúc anh mạnh giỏi, gia đình hạnh phúc và sẽ có những tác phẩm, những bài ca cổ hay đi vào lòng người và tiếp tục là điểm nhấn của sân khấu cải lương. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình nó không còn nữa. Hẹn hò và ekip sản xuất thôi, thì mình tự tin giới thiệu về bản thân giùm em. Rồi mời anh ha. Họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Dạ em tên Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 93, quê em mà hiện nay em làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh anh? Dạ em làm tài xế chị. Tài xế xe gì anh? Dạ tài xế xe tải chị. Là mình chạy cho bản thân mình hay là mình chạy cho
cho công ty hay sao anh? Dạ em chạy với công ty chị. Mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 11 của chị. Dạ. Rồi là thường là anh sẽ chở gì anh Tài? Dạ em chở muối á chị, muối ăn á chị. Là chở muối là từ từ Vũng Tàu lên đây hả? Hay là từ đâu? Dạ không, chở ở kho chị, ở kho. À là chở ở kho thôi. Vậy là chạy vòng vòng trong thành phố này thôi đúng không anh? Dạ dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu, tình trường của anh như thế nào? Anh chủ động chia sẻ với em ha. Dạ em cũng trải qua một, hai mối tình chị, mà không có thành. Hai mối tình à? Dạ. Rồi mình chia sẻ đi, hai mối tình đó mình quen bao lâu, lý do vì sao mình chia tay? Dạ quen khoảng mấy tháng, 5-6 tháng vậy chị, rồi không rồi bây giờ là mối tình thứ nhất là quen mấy tháng nè anh? Mối tình thứ nhất thì quen được một năm. Rồi mối tình thứ hai là quen khoảng 6 tháng. Mối tình thứ nhất sao chia tay? Dạ không hợp chị ạ. Lý do vì sao không hợp anh? Mình quen một năm rồi. Mình không hợp là không hợp ở điểm nào, mình phải liệt kê ra luôn cho tụi em biết để tụi em còn mai mối cho anh người khác nữa. Tránh cái trường hợp là tụi em lại mai mối cho anh cái người mà anh không thích thì sao? Dạ. Dạ rồi. Giống như không hợp tuổi á chị, giống như không hợp tuổi rồi hai bên cũng là đi coi đầy hai gia đình bước tới nói chuyện chưa mà nói là không hợp tuổi. Trời ơi giờ này còn tôi mới tính nữa. Ai dạ, hơn, ai nói không hợp tuổi? Dạ tại vì gia đình nổi vậy. Rồi gia đình nói không hợp tuổi xong chia tay bạn gái luôn. Dạ không phải, với phần em với bạn gái cũng giống như là cũng ưa, giống như là bắt đầu quan điểm cũng ưa nữa, cũng không cũng ưa bắt đầu quan điểm cho nên cãi lộn với nhau vậy, cũng hay giận nhau vậy. Rồi đỉnh điểm sao mình chia tay? Tại vì bạn cũng không hợp, thì bạn cũng giống như là bên em cũng không tiến tới cho nên bạn cũng giống như người đó muốn nói chung là mình người ta đây. Muốn là cưới mà mình không cưới chứ gì đúng không? Dạ dạ. Vậy là do mình đúng không? Rồi dạ. Mối tình thứ hai quen 6 tháng lý do vì sao chia tay vậy anh? Chia tay là cái bạn đó giống như khác cái chút giúp với người khác là cấm sừng mình đó hả? Dạ. Trời ơi, một người á thì bảo là không hợp tuổi, người ta muốn cưới thì la chê người ta không hợp tuổi. Còn người mà mình muốn quen thì người ta cấm sừng mình. Kéo que chưa? Rồi giờ sao nè, bây giờ ai đăng ký cho anh tham gia chương trình á? Dạ chị em. Mà mình có thực sự là mình muốn tìm bạn gái chưa? Dạ có chứ, dạ có chứ chị. Rồi sao mà chị đăng ký tham gia chương trình cho mình đây? Để nghe. Dạ chị, tại chị em thấy em cũng lớn tuổi với em tìm không được đó chị, cái chị em. Rồi công việc của mình như vậy rồi mình đi sớm về khuya hay sao mà tìm người yêu không được đấy anh? Dạ tại môi trường em làm việc cũng ít có nữ lắm chị. Mà việc cũng có khi cũng về trễ, có khi cũng về trễ, có khi cũng về sớm. Nói chung là mình cũng có thời gian dành cho bạn gái hả? Hay là sao? Dạ có. Có đúng không? Đó mới tìm hiểu được chứ. Rồi anh độc thân bao lâu rồi anh Tài? Dạ khoảng cũng lâu rồi, 6-7 năm vậy chị. Cái gì độc thân 6-7 năm? Lý do sao không quen ai? Bị cấm sừng cái sợ rồi hả? Dạ không có vậy, tại vì tại môi trường làm việc á không có bạn nhiều bạn nữ chị. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Hồi nãy anh chưa nói nè.
Điểm mạnh của em. Điểm mạnh, điểm yếu, tật xấu mình là gì? Điểm mạnh của em là thích chơi thể thao chị. Ừ, chơi được môn gì ạ? Dạ, đá bóng chị. Ừ. Rồi còn gì nữa không? Ca hát, nấu ăn gì được không? Cái đó được nhưng mà dở lắm chị, ca dở đó chứ, nấu ăn cũng dở. Ừ, dạ, điểm yếu ha. Ngoài điểm yếu đó mình có tật xấu gì nữa không? Dạ không có chị. Ừ, nhậu nhẹt gì đồ chắc nhiều nè, thấy tài xế nè. Dạ em ít nhậu lắm chị, em uống ít lắm. Uống ít là đô nhiêu lon, 5-6 lon không? Em uống cỡ 3 lon, em nghỉ rồi. À, rồi hút thuốc gì không? Dạ không có hút thuốc. À, rồi có tứ đổ tường gì không nè? Dạ không có luôn. Không luôn ạ? À? Rồi, cũng hay đó. Thấy dân tài xế là thấy gì cũng biết. Thấy gì không? Em đâu có, em ít chơi lắm, em không chơi. À, rồi bây giờ anh muốn mẫu người như thế nào nè, để phù hợp với anh nè. Em kiếm người phù hợp là về ngoại hình, về tuổi tác, về tính tình, về công việc, về quê quán. Giống như là em kiếm người con gái là cao khoảng 1m58 trở lên nha chị. Rồi, anh cao mét mấy? Dạ em cao mắt 68. Người ta cao mét 55 cũng được, người ta mang cái đôi gú con cái hả, một tấc con cái ông là ngang ông rồi đó. Đúng không? Gương mặt thì giống như dễ nhìn xíu, không cần đẹp không nhưng mà dễ nhìn xíu. Dễ nhìn là sao, cỡ ai, có hình mẫu nào nhất định không? Thì ở đây em không có, em không biết tả giống ai nhưng mà giống như sáng sáng chút quá chị. Sáng sáng là sao? Mình diễn tả xíu nè. Ví dụ như mắt, mũi, miệng hay là tóc tai thì sao nè. Chứ nói chung chung đâu biết đâu. Khi sáng với tôi là không sáng với ông nữa, đâu bắt đền nữa. Rồi quê đó là giống như ở miền Tây nha chị, giống như ở Bến Tre hay là An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh gì cũng được chị, chứ đừng có miền Trung nha chị. Ừ. Tại xa quá, miền Trung xa quá. Ừ. Ủa mình được. Là nhà ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay là mình nhà ở dưới quê? Nhà ở Hồ Chí Minh mà nhà của chị ruột em, còn em thì ở dưới quê nhưng mà em sống ở chợ với chị em, sống ở Hồ Chí Minh ở với chị em. Ừ, nhưng mà quê là ở đâu vậy? Dạ quê em Vĩnh Long. À, là ba mẹ đang sống ở dưới hả? Dạ dạ, ba mẹ đang sống dưới quê. Ừ. Rồi công việc của bạn em tìm á là như công nhân cũng được mà nhân viên văn phòng cũng được chị, giống như. Ừ. Rồi độ tuổi nè. Độ tuổi dạ bằng em hoặc lớn hơn 1-2 tuổi cũng được nha chị. Ừ. Rồi 3-4 tuổi được không? 3-4 tuổi hả? Dạ dạ được. Ờ, nhưng mà ví dụ như người ta ta mẹ đơn thân được không? Dạ không, chứ tại nhà mình có mình em trai là chị ơi. Ừ, thì ủa thì ta mẹ đơn thân thì có sao đâu, mình em là con trai thì sao, về ta cũng đẻ cho mình mà. Dạ thôi. Ừ. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không anh Tài ơi? Với bạn gái giống như người tròn tròn chút mà chị, đừng có ốm quá anh chị, đừng có... Rồi ok, thì chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của anh Tài ở đây rồi ha. Thì ở đây chỉ là cái vòng phỏng vấn sơ lược đầu tiên thôi. Nếu như mà được lọt vào vòng 2 của chương trình bạn muốn hẹn hò hoặc là có người phù hợp thì bên chương trình sẽ gọi điện lại cho mình để để mình đến phim trường để mình ghi hình ha. Rồi trong bên cạnh đó thì cũng sẽ có biên tập để gọi lại nói chuyện cụ thể nhiều hơn với mình ha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn anh Tài. À, cảm ơn chị. Dạ, buổi phỏng vấn kết thúc rồi, anh có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. À. Em cảm ơn ạ. À. Rồi, out rồi. Thì chỉ có team biên tập với sản xuất thôi.
nên là mình cứ chủ động mình chia sẻ về bản thân ha. Dạ. Rồi xin sơ có từng cách xin chương trình lần nào cho em hai? Dạ chưa chị ạ. À, rồi đang sinh sống ở đâu nhỉ? Em là hiện tại là đang sinh sống ở Bình Dương ạ. Ừ. Rồi em đầy đủ họ tên là gì em ha? Em là Nguyễn Đăng Sơn. Nguyễn Đăng Sơn. Dạ. Rồi Bình Dương nhưng mà quê em thì ở đâu Sơn ha? Quê em ở Nghệ An gì ạ? Ở Thanh Trương Nghệ An ạ. Rồi là mình đang sống ở trong này là mình thuê nhà mình ở hả? Dạ em có thuê mướn một căn nhà em bán tạp hóa rồi. Ừ. Nó đang bán tạp hóa đó hả? Dạ em một mình làm. Vậy hả? Dạ. Ừ, trước bán tạp hóa thì làm cái gì? Trước em làm công ty nhưng mà công ty thì thất nghiệp nhiều. Thế là thôi em ra em thuê em mướn bán tạp hóa. Ừ, bán tạp hóa thì ổn hơn không? Dạ cũng đỡ. Dịp này thì nó cũng hơi khó khăn tại vì công ty nó ít việc. Bình thường thì cũng được gì ạ. Xong rồi bán xong cái người ta nợ xong người ta chuyển chỗ ở chuyển chỗ làm nữa đúng không? Dạ không, mình bán thằng nào là mình lấy tiền mặt thì chị. Không có ai nợ hả? Không có mối ruột khách quen nợ hả? Ít lắm. Cái đó ít. Trường hợp đó như thì vẫn ở Nghệ An hả? Dạ. Dạ, nhà bây giờ chỉ còn bố mẹ nữa, còn hai em thì có gia đình hết rồi. Ừ, hai em gái. À, một trai một gái ạ. Ừ, em đã từng là gia đình lần nào chưa? Dạ chưa chị ạ. Ừ. Rồi, cái dây chuyền đeo cổ là bao nhiêu chỉ vàng kia? Cái này mấy đâu? Ít. Ít là bao nhiêu? Trời ơi, bật mí nghe nha nhỏ coi nè. Cái này là không phải là vàng. À, cái bạc hả? Là bạc bắc ạ. À. Dạ. Trời ơi, theo ông em hẹn với con gái vậy ông? Dạ, em hơi nhạt. Ừ. Nên là mới ế đó chị. Rồi bây giờ tiết kiệm được bao nhiêu tiền để lấy vợ rồi? À, thì nói chung là em thì không có nhiều nhưng mà đừng có đòi hỏi quá thôi chứ. À, giờ thì cũng có khoảng 300-400. Ừ, 300-400 rồi. Nhưng mà ý định là sau này là sẽ về quê hay là ở đây dạ, lập nghiệp luôn? Em thì công việc thì ở đâu mình thuận lợi thì mình làm, nhưng mà sau này thì chắc chắn là về sau thì sẽ về. Tại vì nhà cửa thì em làm hoàn chỉnh ở ngoài rồi. Ở nhà là nhà cửa rồi mà hai em thì có nhà có cửa ở trong Bình Dương này hết rồi. À là anh em ở trong đây hết hả? Dạ đúng rồi, ngoại em thì ở Bình Dương. Ừ, ngoại ở Bình Dương. Dạ đúng rồi. À, ông bà chuyển vào đây năm 91. Ừ. Dạ nên là mấy đứa em cũng có nhà có cửa ở trong này hết. Ừ. Dạ. À, nhà cửa thì em xây dựng ở ngoài nhà rồi nên em đi làm thì giờ ba mẹ nó còn khỏe thì mình cứ đi làm bình thường. Còn sau thì có lẽ là sẽ về. Ừ. Dạ. Tại vì công việc ở ngoài đó thì mình cũng tự động được. Kinh tế gia đình thì cũng không phải là kiểu khó khăn đúng không? Dạ, ba mẹ có lương hưu hết. Ba mẹ em làm gì mà có lương hưu? À, ba mẹ đi bộ đội ạ. À, ba mẹ là bộ đội về hưu hả? Dạ, bộ đội về hưu. Ờ. À, nhà cũng nói chung là không có đến nỗi, tại vì nhà em ở nơi đường quốc lộ á. Ừ. Nên là về mình kinh doanh buôn bán ở nhà cũng được. Ừ. Cái thứ hai nữa nếu mà không thì đi làm công ty ở gần nhà cũng có công ty. Ừ. Ở miền Nam thì mình dễ làm việc hơn. Ừ. Dễ kiếm tiền hơn nhưng mà một thời gian thì em cũng về muốn về nhà nên là em muốn kiếm một người nào đó mà cùng quê hoặc là miền Trung gần gần đó chị. Ừ. Nó dễ tiện lợi. Tại vì cái tuổi của em thì giờ cũng muốn lập gia đình rồi. Ừ. Ok, yeah. Rồi muốn tìm mẫu người như thế nào nè? Em thì không quan trọng mà chỉ cần
chịu thương chịu khó là được. Nay 12. Ngoại hình thì ở nhìn không có cần không có đặt nặng vấn đề ngoại hình, tại vì em nhỏ con lắm. Em có 1m53 à? Em cao 1m53 đúng không? Dạ. Nên là em không không có chú trọng vào ngoại hình. Cao hơn em được không? Dạ. Cao hơn em được không? Dạ, cao hơn em thì càng tốt. ba mẹ em cao lắm mà sao mà có sinh em ra rồi hai đứa em thì nhọng nhọng có mỗi mình em bé tí. Còn hai có nhiều cái chiều cao với lại nét đẹp là hai đứa em lấy hết rồi đúng không? Chắc có lẽ vậy. Nên là giờ nó có gia đình hết rồi, có con hết rồi. Ok, rồi. Ok, cảm ơn Sơn nha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu như có người phù hợp với lại mình á, thì chương trình sẽ liên hệ với em để check cái lịch ghi hình cũng như là làm nội dung với em kỹ hơn nha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Rồi, ok, chị cảm ơn em. Dạ, em chào chị nha.